Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng qua đời, nghệ sĩ Thoại Mỹ đau đớn, con nuôi Hoài Linh bàng hoàng không dám tin. Mới đây, đồng nghiệp và khán giả cả nước không khỏi bàng hoàng khi nhận tin nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời, hưởng thọ 73 tuổi. Thông tin được đăng tải trên các diễn đàn và các đồng nghiệp của nữ nghệ sĩ, không ít người nghẹn ngào gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sĩ Ngọc Đáng và người thân. Trên trang cá nhân của mình, con nuôi Kim Tử Long nghệ sĩ bình tĩnh viết: "Má ơi, tìm mẹ và dì Chín, chị em gặp nhau nha má." Nghệ sĩ Thoại Mỹ nghẹn ngào: "Thật quá đau lòng khi vừa nhận tin được cô nghệ sĩ Ngọc Đáng qua đời. Cô ơi, sao bỏ các em, cháu mà đi vậy cô? Con biết bao việc chưa kịp làm cùng cô. Con không ngờ xuất diễn cho Nguyễn Tâm và buổi tiệc chia tay con về Việt Nam là lần cuối cùng cô cháu mình ở bên nhau. Cô chỉ dẫn và lo cho con từng cái quần cái áo, nhắc tuồng cho con. Làm sao con quên được cô Đáng ơi. Biết tin cô bệnh, mấy anh chị em đồng nghiệp và khán giả luôn cầu nguyện trời Phật mong cô vượt qua. Nhưng phép màu đã không đến với cô. Đau lắm cô ơi. Cô ơi, cô ra đi thanh thản nhà cô, chúng em và con luôn nhớ về cô, người nghệ sĩ luôn sống giản dị, chan hòa tình cảm với mọi người. Những hình ảnh đó sẽ ở mãi trong lòng con, Nam Mô A Di Đà Phật." Không giấu nổi được sự đau buồn, nghệ sĩ Hữu Quốc cũng chia sẻ lên trang cá nhân: "Vĩnh biệt cô, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng. Vầng sáng trong cô về một nghệ sĩ, ca hay diễn giỏi sẽ mãi là tấm gương nghệ thuật cho các con noi theo. Nhớ mãi về cô kích chòe, lúc nào cũng lạc quan và tạo nên những câu chuyện vui từ cuộc sống và hậu trường sân khấu." Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng là một trong những người gắn bó với mẹ của Bình Tinh và qua nhiều thập niên, cô từng không kìm được nước mắt trước sự ra đi của nghệ sĩ Bạch Mai, bà xúc động chia sẻ: "Tôi hay nói với mọi người, vui buồn gì cũng là kiếp sống, vậy tại sao không chọn vui đi? Nhưng cái mất mát này rất nặng, là sự mất mát bạn bè, tình chị em." Trước đó, theo thông tin từ nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, từ khi nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng sang Mỹ định cư, bà ở nhà thuê, bà có hai người con không theo nghề đang sinh sống ở Việt Nam. Đầu năm nay, khi phát hiện bà bị mắc COVID-19, các đồng nghiệp đưa bà vào viện cấp cứu, đến nay đã hơn một tháng. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đáng sinh năm 1949 tại Sài Gòn, bà nối nghiệp cha mẹ là nghệ sĩ Tư Minh và Ngọc Xứng, chuyên hát cải lương tuồng cổ trên sân khấu Phụng Hạo của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há.